Vậy là mũi tấn công thứ nhất của chúng ta đã thất bại, bởi vì hai anh em cháu kết hợp chưa được tốt, vẫn còn lỏng lẻo. Tuy nhiên, cháu đã có phương án số 2. Lần này mình sẽ đánh phu đầu, mình sẽ tấn công vào đòn huyết thống. Tức là như nào? Thử máu á? Không, quan hệ gia đình với huyết thống chú ạ. Thưa chú, chú cứ tưởng tượng rằng chú xa cô lâu ngày, giờ chú phải thể hiện cho cô thấy rằng là chú tiều tụy như thế nào, trái tim của chú dằn vặt đau đớn như thế nào, rồi mất ăn mất ngủ ra làm sao. Bậy bậy bậy. Mất ăn mất ngủ khi nào? Ăn ngủ đều béo phầy phầy. Sao lại mua nhiều thế này hả dì? Ôi dồi ôi. Này, sao hai dì cháu không mua thịt thà rau củ mà toàn mua ba cái thứ linh tinh lặt vặt như thế này cho tốn tiền ra hả? Bình thường mẹ vẫn mua cho con như thế này mà. Trước khác, bây giờ khác. Nhà mình bây giờ không dùng dịch tiền như ngày xưa đâu con ạ. Cho nên bây giờ cái gì cần thiết thì hãy mua, mà cái gì không cần thiết thì đừng có mua. Đây này, mà mua nhiều như này tích trữ hàng tuần liền mới ăn hết. Thế người sau người ta đi mua, người ta lấy cái gì mà mua nữa? Sao tự nhiên mẹ lại cáu gắt với con, cứ như là bố thế. Anh làm theo lời bố em mà. Em biết không, bố em không cấm bọn mình yêu nhau. Anh nghe được tin này chạy đây gặp em luôn đấy. Hiểu không? Hóa ra anh đến đây chỉ vì anh nghe lời của bố em à? Thì chú Phát phải đồng ý thì anh mới dám yêu con gái của chú chứ. Bố em bảo anh chia tay với em thì anh ngay lập tức anh đến anh chia tay em. Mấy ngày hôm nay anh không nhắn tin, anh không gọi điện, anh cũng không liên lạc gì với em hết. Bây giờ bố em đồng ý thì anh lại chạy đến đây. Chà, rốt cuộc anh xem em là cái gì đấy? Anh coi thường em đến thế à?